Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Bình Luận Cùng Nhân Lì. Thì bữa hôm nay ở trên mạng có một đoạn video clip là một bà bán hàng rong các bạn. Cái bà này bà bán giống như là những cái tô bún, thấy không? Thì các bạn biết là ở bên Việt Nam của mình á, là mình hay ăn bún ngoài vỉa hè. Những cái bà mà bà bán hàng rong, bà xách cái gánh hàng ở trên vai của bà đó, bà để mấy cái ghế bà bán hàng rong bạn, thì cái đó là giống như là một cái văn hóa ở Việt Nam mình rồi các bạn. Cái chuyện nó bình thường bạn ha. Mình đã từng ăn rất là nhiều những cái tô bún vỉa hè, những cái quán hàng rong rồi, nhưng mà bữa hôm nay có một cái bà bán những cái tô bún bạn, nhưng mà khi mà các bạn ăn xong những cái tô bún đó thì những cái phần nước thừa đó, những cái phần và những cái ly nước các bạn uống đó còn thừa đó, thì cái bà này đổ ngược vô lại cái bình, và những cái tô bún á, cái nước dùng á còn dư thừa thì bà lại đổ ngược vô trong cái nồi bún để bán cho người khác các bạn. Thì cái video này nó đã làm dậy sóng cộng đồng mạng, và nó giống như là làm ảnh hưởng tới những cái người bán hàng rong khác các bạn. Tại vì giống như mình đã nói với các bạn rồi, giống như mình ở Việt Nam mình cũng đã ăn giống như là bún ở ngoài lề đường rất là nhiều, không? Mình đi Việt Nam mình cũng rất là thích ăn những cái bún ngoài lề đường các bạn. Giống như mình ghé vô cái quán kia mình ngồi mình ăn, thì họ lấy cái ghế ra họ để cho mình các bạn. Nhiều khi mà họ bán giống như là tới 12 giờ đêm họ vẫn còn bán các bạn. Rất là tội nghiệp. Thì cái hình thức bán rất là đơn giản. Có nhiều người họ sinh ra ở trong gia đình khá giả, họ không có ăn ngoài lề đường các bạn. Cho nên mình sẽ kể cho các bạn nghe. Thì cái hình thức bán nó rất là đơn giản, có nghĩa là họ gánh cái gánh hàng ở trên vai của họ, và họ gánh theo một cái nồi nước. Có nghĩa là khi mà giống như bây giờ mình ăn xong thì mình đưa cái tô cho họ, thì họ sẽ hất những cái nước đó ra ngoài lề đường các bạn. Đa số là ở bên Việt Nam á, họ sẽ hất ra ngoài lề đường và họ rửa cái chén. Thì lúc nào họ cũng có hai thùng nước, một thùng nước dơ và một thùng nước sạch. Có nghĩa là khi mà họ hất cái chén á, giống như bây giờ mình tới đó đi, thì mình ăn tô bún, thì mình ăn xong cái phần bún thì cái phần nước dùng á nó còn sót lại, thì trong cái phần nước dùng đó nó gồm có xương nè, nhiều khi nó có khăn giấy nữa, mình ăn xong mình phải lau miệng các bạn, thì mình bỏ khăn giấy vô trong luôn. Thì mình để cái tô đó, thì nhiều khi mà mình đi thì người ta sẽ hất cái nước dùng đó ra ngoài lề đường các bạn. Rồi xong rồi bà sẽ nhúng cái tô đó vô một cái xô nước dơ, xong rồi bà sẽ lấy qua và bà nhúng vô một cái tô nước sạch và bà lau. Đó là cái công việc hàng ngày của những cái gánh hàng công các bạn ha. Nhưng mà bữa hôm nay cái bà này bà không làm như vậy các bạn. Thay vì cái phần nước dùng đó đó, thì trong video các bạn sẽ thấy là bà nhìn qua nhìn lại các bạn, bà nhìn qua nhìn lại không có ai á, thì bà lại đổ ngược vô bình ha. Và cái phần nước dùng á thì bà cũng để đó một hồi, bà cũng nhìn qua nhìn lại không có ai, bà cũng đổ ngược lại vô bình nữa các bạn ha. Thì các bạn nói thực sự thì các bạn ghê tởm các bạn. Không phải là mình chơi người ta nghèo mà vậy các bạn ha. Giống như là các bạn biết, giống như mình đi ăn phở hay là mình ăn bún gì đó, thì khi mà mình ăn xong á thì ở bên Việt Nam người ta hay chùi miệng các bạn, người ta bỏ vô cái tô phở luôn, hoặc là người ta ăn xong người ta hay súc miệng, người ta không, người ta nhả vô cái tô phở luôn các bạn ha. Thậm chí mà có nhiều người họ ăn xong họ xỉa răng đó thì họ bỏ vô cái tô phở luôn các bạn. Thì nếu như mà vô tình một trong những cái người khách á, giống như là bây giờ thí dụ người khách kia họ ăn xong đi, thì cái phần nước thừa đó thì bỏ ngược vô á thì cũng không nói, nhưng mà có nhiều khi họ ăn xong cái họ nhả xương vô trỏng luôn bạn. Có nhiều khi họ ăn xong cái họ phun vô trỏng luôn bạn. Nhiều khi họ phun đờm vô trỏng nữa. Bạn hiểu không? Thì cái bà này bà để đợi không ai thấy thì bà để đổ vô cái phần nước dùng. À thì có nhiều người họ sẽ thắc mắc là ủa nếu như mà đổ lại vô cái phần nước dùng á thì khách nó không biết hả? Thì các bạn biết không, khi mà cái phần nước dùng á đa số ở trong chổng toàn là những cái cọng giá hay là những cọng gao, nhiều khi có mấy cây tăm xỉa răng nữa bạn. Thì khi mà bà đổ vô trong chổng như vậy đó, dĩ nhiên là có thể bà lượt qua một lần các bạn, bà chỉ lấy phần nước thôi thì bà đổ ngược lại vô trong ha. Nhưng mà nó cũng rất là ghê tởm các bạn, nhiều khi người ta nhử nước miếng ở trong rồi sao, đúng không? Thì có thể cái bà này bà đã làm nhiều lần rồi các bạn, và những cái người xung quanh sống ở gần đó đó họ thấy được các bạn, cho nên họ quyết định là phải theo dõi cái bà này. Thì ở trong video là có một cái người đứng sau lưng một cái bức tường các bạn và quay cái bà này. Thì bà họ đã quay hai video, thì các bạn thấy trong hai cái video đó là cái bà bán này bà mặc hai bộ đồ khác nhau các bạn ha. Có nghĩa là người ta đã quay bà hai ngày rồi. Thì các bạn biết không, cái hành động rất là bình tĩnh các bạn, giống như là khi mà có một người khách ngồi ăn xong thì người ta húp hết từ rau đó còn nước không á, thì người ta sẽ đưa lại cái tô cho bà. Thì thay vì bà sẽ lấy cái tô đó bà hất ra ngoài đường hay là hất vô gốc cây, đa số ở bên Việt Nam mấy các bạn bán hàng rong á là bà sẽ hất vô vỉa hè các bạn, hất vô vỉa hè,
xong rồi bạn sẽ nhúng vô cái thao nước dơ cho nó dơ cái mỡ đi, rồi xong là bạn sẽ nhúng qua cái thao nước sạch, rồi xong bạn chùi lại thì cũng được đi các bạn ha, rửa như vậy cũng được, tại đồ hàng rong mà đó. Nhưng mà bà này bà lại đổ ngược vô cái nồi nước súp các bạn, đổ ngược lại vô cái nồi nước súp nữa đó. Như vậy thì sau khi mà cái đoạn video clip này của bà được tung lên mạng các bạn, nó làm cho người ta rất là ghê gợn mà nó làm cho người ta rất là sợ, giống như là bây giờ không biết đi ra đường ăn mấy cái gánh hàng rong này, cái bà này bà có làm gì không, có nghĩa là những cái gánh hàng rong khác á, nó bị ảnh hưởng mà không ai ăn hết. Con ơi bữa nay dì bán ế quá, con mua giùm dì tô đi. Không hiểu tại sao hổm gài không có ai ăn bún của dì chứ. Các bạn biết không, có nhiều bà bán hàng rong á, bà đi bán bà nói hổm gà ế quá không hiểu tại sao. Cho tới khi bà coi cái video clip này bà nói là thì có một cái bà kia bà bán hàng rong á, bà làm như vậy đó cho nên bây giờ không ai ăn hết trơn. Tại vì khi mà mình ăn, các bạn tự tưởng tượng đi, bây giờ các bạn ăn xong một cái tô bún hay là một tô phở, xong rồi các bạn xỉa răng, các bạn bỏ vô đó, xong các bạn lấy khăn giấy, các bạn lau, các bạn bỏ đó luôn. Xong rồi cái bà này bà đợi các bạn đi, các bà vớt cái đó ra, xong rồi đổ nước đó vô nữa. Xong rồi cái người khác tới, cái người khác đâu biết đâu. Cái bà múc cái nước ra kìa. Cái bà quậy lên bạn, thì trong nồi có nước mới nhưng mà nó có nước cũ trong đó. Cái bà múc cái nước mới ra bà đổ vô cho người ta ăn tiếp. Nó rất là ghê các bạn, thấy không? Nhưng mà một mình bà làm thôi ảnh hưởng tới những người bán hàng rong khác các bạn, những cái bà bán hàng rong khác bà không biết chứ. Nó là ủa tại sao dạo này không có ai ăn hàng rong hết trơn, nguyên cái gánh bún của cô nó ế nhệ à con ơi đó, thì nó làm ảnh hưởng tới những cái người bán hàng rong khác các bạn ha. Nhưng mà các bạn biết không, dạo này cộng đồng mạng nó mạnh lắm bạn không, thì ngay lập tức khi mà cái đoạn video này được tải lên mạng á, thì những cái coi những cái anh gọi là cán bộ, những anh cán bộ đó đã xuống để mà trò chuyện với bà này và đã đưa bà này lên phường các bạn. Thì là tội nghiệp bà già giữa trời đông cô đơn quá. Thì các bạn biết không, giống như là bây giờ á, mình bán đồ cho người ta mình phải bảo đảm vệ sinh, thấy không? Mặc dù biết là ăn đồ ăn ở ngoài lề đường là mất vệ sinh các bạn, nhưng mà cái này nó hơi quá là mất vệ sinh đấy bạn. Nhiều khi có mấy ông già ông ăn xong ổng nhổ nước miếng vô trỏng nữa. Các bạn thử tưởng tượng đi, thấy không? Thì thay vì bây giờ cái tô nước súp đó, thấy không? Bà sẽ hất cái được. Nhưng mà bà không hất các bạn. Bà vớt nó ra. Xong rồi bà thấy không có ai, bà đổ ngược vô trong các bạn. Rất là ghê gớm bạn, không thể nào tưởng tượng nổi đó. Cho nên bây giờ các bạn biết, khi mà cái đoạn video clip nó lên mạng đó bạn, bây giờ người ta sợ đi ra đường ăn hàng rong các bạn, không không biết là cái bà này bà có xử phạt hành chính gì hay không, không có bà không biết bà có đóng tiền phạt không bạn, nhưng mà nó thật sự đóng tiền phạt cũng không có nữa. Tại vì thường thường các bạn biết, những cái bà bán hàng rong này á, bà bán ngày nào bà ăn ngày đó. Thí dụ như mình nói đi, giống như hồi xưa mình cũng từng đi bán hàng rong các bạn, ở Việt Nam có đi bán hàng rong nha. Giống như bây giờ sáng sớm mình quải ra một cái gánh hàng rong đi, thì mình nấu một cái nồi bún riêu mình bán đi, thì tiền bún nè, tiền cái nồi nước súp nè, tiền này tiền nọ luôn á, tổng cộng cái bữa hôm nay mình đi ra đường á, là cái nồi súp và cái nồi này á, là mình bỏ cái tiền vốn ra là 200.000. Thì nếu như mà bữa nay mình bán hết cái gánh hàng rong này á, là tầm 12 tô đi các bạn, thấy không, thì mình sẽ ta bán tầm được 400.000, có nghĩa là mình sẽ lời được 200.000 à, các bạn hiểu không? Nó đơn giản đi đó. Thì bữa hôm nay bây giờ mình đi ra đường đi, bây giờ mình không có ai mua các bạn, lỗ rồi. Các bạn biết không, thường thường bây giờ những cái bà bán hàng rong á, bà phải bỏ tiền vốn để bà nấu cái nồi bún này, và bà chuẩn bị là bữa nay bà sẽ bán tầm cái nồi bún này, bữa nay tôi sẽ bán tầm 20 tô, thì mỗi một tô tôi bán bao nhiêu tiền, có nghĩa là tôi bỏ ra 200.000 để tôi nấu cái nồi bún này. Bữa nay tôi phải bán hết cái nồi bún này tôi mới được đi về nhà, và tôi bán phải lời là 200.000. Có nghĩa là bữa hôm nay tôi phải bán hết cái nồi bún này, tôi thu 400.000 thì tôi mới lời được 200.000. Mà bữa hôm nay tôi đi cả buổi trời mà không ai ăn các bạn. Bữa nay cái gánh hàng rong là ế rồi, có nghĩa là bữa hôm nay là đem về cho nhà ăn nguyên một cái gánh hàng rong không ai mua hết, là đem về cho nhà ăn các bạn. Có nghĩa là bữa nay lỗ rồi, lỗ sặc máu rồi. Và ngày mai cũng vậy các bạn, giống như là bây giờ cái gánh hàng rong này mình phải bán hết mình mới lời, mà bây giờ bưng ra không ai mua các bạn là lỗ rồi, chắc đổi nghề quá. Các bạn thấy không, thì một cái sự nho nhỏ thôi nhưng mà nó làm ảnh hưởng rất là nhiều. Tại những cái người bán hàng rong này á, họ đã khổ bạn, họ không có tiền để mở quán cho nên họ mới đi bán hàng rong. Nhưng mà những cái bà này bà lại làm như vậy, có nghĩa là bà lại làm ảnh hưởng tới những cái người khác, họ đã nghèo rồi mà họ còn nghèo hơn nữa. Buồn quá các bạn. Bây giờ tạm biệt các bạn nhé.